Xin chào các bạn. Nước Úc được đánh giá là quốc gia thứ hai trên thế giới có môi trường lý tưởng cho người dân sinh sống, học tập và làm việc. Số lượng học sinh, sinh viên Việt Nam nói riêng và sinh viên quốc tế nói chung lựa chọn du học Úc đang ngày càng tăng lên một cách đáng kể. Đặc biệt, Victoria là một trong những bang có nhiều du học sinh quốc tế chọn làm điểm đến du học lý tưởng nhất. Trước đây thì chúng ta đã tìm hiểu về trường La Trobe University, Monash University, RMIT hay là Oxford College, Universal Institute of Technology. Hôm nay chúng ta sẽ cùng chị Quý Hương tìm hiểu thêm một trường cao đẳng khác cũng nằm ở trung tâm Melbourne, đó là Global Business College of Australia, xem là trường này có những ưu điểm nào các bạn nhé. Trước tiên thì xin chào chị Quý Hương. Chào chào và chào các bạn. Chị Hương này, chị có thể cho các bạn được biết là Úc, vì sao Úc luôn là một trong những điểm đến du học lý tưởng nhất mà nhiều du học sinh quốc tế chọn làm điểm đến du học không chị? Sở dĩ Úc là một điểm đến được rất là nhiều du học sinh chọn theo học bởi vì Úc được đánh giá là quốc gia thứ hai trên thế giới có môi trường rất là lý tưởng cho người dân sinh sống, học tập và làm việc. Số lượng sinh viên, học sinh Việt Nam theo học tại Úc ngày càng gia tăng. Và Úc thực sự là một xứ sở rất xinh đẹp và là nơi học tập lý tưởng cho du học sinh, với những cái đặc điểm như là nền giáo dục của Úc có chất lượng cao, đồng bộ và bằng cấp quốc tế được công nhận khắp thế giới. Hệ thống giáo dục linh hoạt, rồi chương trình được xây dựng liên thông giữa các bậc học, các khóa học này, rồi ngành học đa dạng, phương pháp học tập cải tiến sáng tạo, cơ hội việc làm và định cư rất cao sau khi học sinh tốt nghiệp. Ngoài ra thì môi trường ở Úc thì rất là an toàn, thân thiện, hài hòa. Mức sống thì cũng không có cao quá, với mức chi phí sinh hoạt hợp lý khoảng độ là 15.000 đến 18.000 đô la Úc một năm. Thấp hơn rất nhiều so với những nước như là Anh, Quốc hoặc Mỹ. Các dịch vụ hỗ trợ sinh viên cũng rất là tốt. Và hơn hết nữa thì khí hậu ở Úc thì cũng rất là ôn hòa, dễ chịu, không quá khắc nghiệt, cho nên là rất phù hợp với sinh viên Việt Nam. Chị Hương này, vậy thì ở Úc á, thì có cái bang nào mà học sinh thường lựa chọn nhiều nhất khi đi du học chị? Nói đến nước Úc á, thì học sinh lựa chọn khi theo học ở đây nhất cụ thể là bang Victoria, thì trong bang này có thành phố Melbourne. Đây là một thành phố thứ hai của Úc với gần 300.000 sinh viên quốc tế theo học mỗi năm, trong đó có 84% là sinh viên quốc tế. Nhờ đó đã làm cho Melbourne trở thành điểm đến học tập số 1. Ngoài danh tiếng học thuật nổi trội ở các trường đại học thì thành phố này còn có nền văn hóa sôi nổi và rất là hấp dẫn. Melbourne là một thành phố sôi động và đa văn hóa và là thành phố của những công trình kiến trúc nguy nga. Melbourne tự hào bởi sự kết hợp hài hòa giữa nét cổ xưa và hiện tại, những công viên và vườn cây, rồi những con đường rất xinh đẹp và cộng đồng đa sắc tộc sôi động đã tạo nên Melbourne là một trong những cái điểm đến hấp dẫn tại Úc đối với du học sinh Việt Nam nói riêng và du học sinh quốc tế nói chung. Ngoài ra thì Melbourne nói đến độ xanh thì rất là sạch đẹp, trong lành và thân thiện. Người dân nơi đây thì không có ngạc nhiên khi mà thành phố mình được bầu chọn là thành phố sống tốt nhất thế giới thì theo khảo sát vào năm 2011. Rồi Melbourne thì cũng có rất là nhiều danh lam thắng cảnh đẹp với những bãi biển xinh đẹp này, những địa điểm lý tưởng cho các môn thể thao dưới nước và bơi lội. Rồi những cái vùng núi non và là nơi trượt tuyết rất là phổ biến vào mùa đông và các khu rừng nhiệt đới của dãy Dandenong. Thì có rất nhiều chuyến đi nghỉ lý tưởng nơi đây, cho nên là ngoài ra thì Melbourne cũng được xem là một nơi rất nổi tiếng về lĩnh vực ẩm thực nữa. Melbourne có một hệ thống nhà hàng rộng lớn để phục vụ những món ăn của nhiều vùng đất trên thế giới. Trong đó Bustling Chinatown thì nằm tại trung tâm thành phố luôn. Phục vụ những món ăn đặc sản, tạo nên một cái nền văn hóa đặc sắc ở cái vùng châu Á ở đây, đặc biệt là Trung Quốc. Nếu mà như vậy thì sinh viên sẽ không bị nhớ nhà đúng không chị? Vì sinh viên Việt Nam mình có thể ăn món ăn của châu Á bất cứ lúc nào. Thì như chị Quế Hương có nói là ở cái khu Chinatown thì bán rất là nhiều món ăn của người Hoa, ngoài ra cũng có rất là nhiều món ăn của Việt Nam để Nhật Bản này, Ý hoặc là Hy Lạp. Ở Melbourne này thì số lượng trường đại học thì có nhiều không chị? Điển hình thì chị có thể giới thiệu cho các bạn biết một vài trường có nổi tiếng và ở Melbourne không chị? Nói đến Melbourne thì đây là một thành phố trở thành thành phố đại học lớn nhất của Úc và là một trong những thành phố nghiên cứu lớn nhất trên toàn cầu. Melbourne nổi tiếng là thành phố với những công trình kiến trúc lâu đời này và là nơi tọa lạc của những trường đại học danh tiếng của Úc. Trong đó có hai trường thuộc nhóm G8, đó là trường đại học Melbourne và trường đại học Monash. Rồi những trường đại học lớn khác bao gồm như là đại học Deakin, đại học La Trobe hoặc đại học Victoria hoặc đại học Swinburne. Cũng có một đại học rất là nổi tiếng và có campus ở Việt Nam nữa, đó là đại học RMIT và đại học Federation thì cũng lại là ở tại đây. Với số lượng trường đại học nhiều như vậy thì tạo cho nơi đây có một nền giáo dục đẳng cấp thế giới trong khuôn viên sôi động cùng với cộng đồng sinh viên quốc tế lớn đến từ 50 quốc gia khác nhau.
học tập tại một trong những trường đại học tại thành phố Melbourne thì sinh viên sẽ được hỗ trợ bởi những giáo viên xuất sắc từ những cơ sở đẳng cấp trên thế giới đó. À, nếu vậy thì các bạn khi mà các bạn chọn Victoria và cụ thể và đặc biệt là Melbourne thì các bạn không cần lo về trường đúng không chị Hương? Ừ. Dạ. Chi tiết về trường, về thành phố như thế nào thì các bạn có thể liên hệ với công ty Tân Đại Dương để chuyên viên tư vấn và có thể là chị Hương sẽ tư vấn cho các bạn cụ thể hơn các bạn nhé. Chị Hương này, ở Melbourne đó thì hồi nãy em có nói là hôm nay chúng ta sẽ nói về trường Global Business College of Australia, thì bây giờ chị có thể chia sẻ một xíu thông tin về trường này cũng như là về học phí hay là về chương trình của trường này được không chị? Thì trường Global Business College of Australia thì nằm ngay tại trung tâm thành phố Melbourne luôn, tiếp giáp với nhiều tổ chức có uy tín chẳng hạn như là Đại học Melbourne và Đại học RMIT, cho nên khi học sinh chọn học tại trường cao đẳng này có thể là giao tiếp với, có thể là tương tác rất là tốt với những cái bạn sinh viên đến từ những cái Đại học Melbourne hoặc Đại học RMIT để có thể trao đổi về việc học dễ dàng hơn. Với vị trí ngay giữa trung tâm mua sắm lớn và địa điểm nổi tiếng như là Thư viện bang Victoria nè, rồi còn về cái việc đi lại thì cũng rất là thuận tiện đó. Cho nên là sinh viên rất là dễ dàng trong việc đi học rồi đi chơi, đi shopping, mua sắm hay là bất kể những vấn đề gì, vì trường nằm ngay tại trung tâm luôn. Trường cũng là một tổ chức đào tạo chuyên về các lĩnh vực kinh doanh, dịch vụ tài chính và công nghệ thông tin, và có thể thiết kế các chương trình theo nhu cầu cụ thể. Trường cam kết cải thiện khả năng học tập và các kỹ năng của học sinh và cung cấp cho sinh viên các dịch vụ giáo dục chất lượng cao để mà chuẩn bị tốt hơn cho sinh viên trong môi trường làm việc để nâng cao cái cơ hội việc làm sau khi học sinh tốt nghiệp. Chị, còn về trang thiết bị của trường thì như thế nào chị? Nói về trang thiết bị thì trường được trang bị các thiết bị công nghệ và giảng dạy tiên tiến nhằm mục đích tạo ra một môi trường học tập đầy sáng tạo này, phục vụ cho việc học tập và sinh viên tương tác tốt trong một môi trường sinh viên rộng lớn tại Melbourne. Nhờ đó sinh viên có thể là trao đổi văn hóa với nhau cũng như phát triển những cái kỹ năng trong kinh doanh, thì đó là đối với những bạn nào học về kinh doanh. Còn về đội ngũ giảng viên thì rất là giàu kinh nghiệm, sẽ giúp sinh viên tiếp thu kiến thức dễ dàng và đầy đủ. Chị, ngoài kinh doanh thì trường còn đào tạo những ngành nào khác nữa không chị? Ngoài kinh doanh thì trường còn đào tạo những ngành như là về khoa học tiếng Anh dành cho những bạn nào chưa đủ điều kiện tiếng Anh đầu vào. Rồi ngành kế toán, lãnh đạo và quản lý, công nghệ thông tin cũng như là ngành phiên dịch tiếng Anh với chi phí rất là phải chăng. Và khi mà sinh viên học ở trường này á, thì sinh viên có thể liên thông lên đại học ở trường nào chị? Đặc điểm nổi bật của trường đó là trường liên kết với Đại học Canberra, một trong những đại học lớn và chất lượng tại Úc, để mang đến cho sinh viên có cơ hội được lấy bằng cử nhân về ngành công nghệ thông tin cũng như là về ngành kinh doanh ngay khi mà học sinh tập học tại trường Global Business College of Australia. Còn về học phí của khóa học thì như thế nào chị? Về phần học phí thì các bạn khỏi cần phải lo, bởi vì học phí rất là phải chăng, phù hợp với điều kiện kinh tế của Việt Nam. Đối với khóa học tiếng Anh thì là 250 đô Úc trên một tuần. Nhập học là từ tháng 2 đến tháng 12. Còn đối với chương trình chứng chỉ 4 về ngành kế toán, học phí 5.500 đô la trên 22 tuần. Về ngành cao đẳng, lãnh đạo và quản lý, học phí là 11.000 trên 72 tuần. Về cao đẳng về phiên dịch, học phí là 5.023 tuần. Cao đẳng nâng cao về kinh doanh là 8.052 tuần thôi. Sau ra thì trường này học phí cũng vừa phải đúng không chị, không có quá cao. Hồi nãy chị Hương có nhắc đến khóa đại học ở trường Đại học Canberra. Vậy thì học phí của trường Đại học Canberra thì như thế nào chị? Khi mà học sinh chọn chương trình liên thông lên Đại học Canberra thì đầu tiên học sinh sẽ phải học năm 1 chương trình cao đẳng tại trường Global Business College of Australia. Với mức học phí là 13.000 đô Úc, đây là đối với khóa học về kinh doanh. Sau đó sẽ liên thông lên năm 2 chương trình đại học của Canberra và học ngay tại campus của trường này, trường Global Business luôn. Với mức học phí là 24.500 đô la Úc một năm. Còn đối với chuyên ngành về công nghệ thông tin, học phí cao đẳng là 15.000 và liên thông lên năm 2 đại học, học phí là 21.610 đô la Úc một năm. Chị Hương này, hầu hết thì các bạn chọn đi học Úc á, thì ngoài đi học mà họ còn có ý định ở lại tìm việc cũng như là định cư Úc luôn. Vậy thì chị có thể giới thiệu cho các bạn biết một số ngành mà sinh viên có thể chọn để sau này cơ hội tìm kiếm việc làm cũng dễ hơn đó chị. Đối với những bạn nam thì đang tìm kiếm cơ hội việc làm và định cư sau khi hoàn tất khóa học tại Úc, thì các bạn có thể là chọn một trong những chuyên ngành như là về ngành xây dựng nè, ngành công nghệ thông tin, hoặc là ngành về máy móc như là sửa chữa ô tô, hoặc là về ngành cơ khí nè, hoặc là ví dụ ngành đóng tàu chẳng hạn. Rồi còn những bạn nào mà học tốt hơn về ngành y khoa thì có thể là chọn học về bác sĩ đa khoa nè, bác sĩ sản khoa, hoặc là học về chuyên viên vật lý, chuyên viên vật lý trị liệu á, và còn rất là nhiều chuyên ngành khác nữa. Rồi còn đối với những bạn nữ thì có thể là chọn những ngành như là về giáo dục nè, giáo dục mầm non hoặc giáo dục tiểu học. Rồi ngành kế toán,
hoặc là ví dụ như là ngành công tác xã hội cũng có nằm trong danh sách tay nghề định cư, yeah. hoặc là ngành chăm sóc người già nữa, yeah. rồi vân vân. Thì nếu mà các bạn băn khoăn cũng chưa biết là mình thích ngành nào và ngành đó có được nằm trong danh sách định cư hay không, yeah. thì cứ gọi điện trực tiếp đến công ty và gặp chị Quế Hương thì chị sẽ tư vấn cụ thể hơn cho các em các bạn nhé. Dạ. Thực ra thì có rất là nhiều ngành, có rất là nhiều mảng, thì trong mỗi mảng đó thì nó sẽ có những cái ngành nghề cụ thể khác nhau đúng không chị? Cho nên là các bạn đừng có băn khoăn hay là gì hết. Nếu mà các bạn muốn du học thì các bạn cứ liên hệ tới công ty Tân Đại Dương để bên chuyên viên tư vấn sẽ tư vấn kỹ hơn về cái ngành cụ thể cho các bạn nhé. Và chị Hương này thì có nhiều bạn thắc mắc là du học Úc thì họ bảo là rất là khó, và cũng có bạn bảo thì rất là dễ. Cho nên là chị có thể cho các bạn biết là làm thế nào để cho các bạn có được visa dễ dàng không chị, cũng như là điều kiện để đáp ứng được những điều kiện của lãnh sự quán cũng như về trường á. Để có thể có được visa du học Úc dễ dàng thì chủ yếu là các bạn phải quan tâm về quá trình học tập của mình, yeah. không có được là chống nhiều và việc học tập phải liên tục, yeah. không được gián đoạn bất kể là bao lâu. Thì bên cạnh đó nữa là bạn phải chứng minh cho lãnh sự quán thấy được rằng bạn vẫn đang duy trì việc học tập của mình nếu mà hiện tại bạn là sinh viên, hoặc nếu bạn đã đi làm rồi thì bạn cần phải có giấy xác nhận là bạn đang làm việc trong một công ty hay một tổ chức nào đó. Bên cạnh đó thì việc học trước đây hoặc là cái ngành nghề mà bạn đang làm thì phải liên quan đến chuyên ngành mà bạn sẽ học tại Úc. Và một phần cũng không thể thiếu trong hồ sơ xin visa của bạn đó chính là giấy tờ chứng minh tài chính, cũng như khả năng chi trả học phí cho bạn trong suốt quá trình học tập và lưu trú tại Úc. Hồi nãy chị Hương có nói về cái ngành mà đi du học phải liên quan đến cái ngành mà mình đã học bên đây hoặc là mình đã làm bên đây. Vậy có, em nhớ có một trường hợp là em nhớ là có một cô ở, cô tên Mai và cô ở Bình Thuận, thì cô có gửi email về cho chương trình á, thì cô có nói là học con của cô đã tốt nghiệp về ngành kinh doanh rồi và con cô có ý định là muốn bên đó muốn đổi ngành có một kinh doanh nữa, thì như vậy thì có được không chị? Như vậy thì cũng được, nhưng mà phải xem coi là người con của cô Mai đó là sau khi mà hoàn tất khóa học cao đẳng hoặc đại học Việt Nam á, thì người con đó làm về cái lĩnh vực gì. Ví dụ như là làm về lĩnh vực du lịch nhà khách sạn thì khi mà bạn đó qua Úc học muốn chuyển sang ngành du lịch khách sạn thì rất là thuận lợi cho bạn đó. Thì rất là hợp lý khi mà bạn giải trình về vấn đề khả kết về cái kế hoạch học tập của bạn và kế hoạch tương lai sau này khi mà bạn quay trở về Việt Nam. Và nếu không thì bạn có thể là chọn những chuyên ngành khác liên quan đến khối ngành kinh doanh, ví dụ như là kế toán, marketing hoặc quản lý nguồn nhân sự. Nếu mà ví dụ như là bạn không thích những ngành đó, bạn muốn chọn sang một chuyên ngành khác thì bạn có thể là mang hồ sơ trực tiếp đến công ty để chị Quế Hương xem coi là trước đây công việc của bạn làm cái gì cụ thể hơn, thì chị sẽ định hướng chính xác về cái chuyên ngành mà bạn muốn học và cái ngành đó có được định cư hay không và cái tỷ lệ đạt visa như thế nào. Cho nên là điều này cô Mai khỏi lo nhé cô Mai. Tiếp theo thì về phần tài chính thì chị Hương có thể chia sẻ cho các bạn biết là những giấy tờ để chứng minh tài chính với lãnh sự quán như thế nào không chị? Về phần hồ sơ tài chính thì hồ sơ phải thể hiện được mức thu nhập trung bình hàng tháng hay là hàng năm của nhà bảo trợ là bao nhiêu. Nếu mà tự kinh doanh thì phải cung cấp các giấy tờ như là giấy phép kinh doanh này, tất cả các loại thuế, ví dụ thuế môn bài hoặc thuế tháng hoặc là thuế theo quý, hay là những hóa đơn chứng từ mua bán hoặc giao dịch. Hoặc là nếu mà kinh doanh theo quy mô lớn, hẳn nhiên thì sẽ có những cái sao kê tài khoản để chứng minh số tiền nhận vào hay là chi ra có mục đích rõ ràng. Trường hợp người bảo trợ đi làm tại cơ quan hay tổ chức nào đó hay là viên chức nhà nước thì nên bổ sung hợp đồng lao động, xác nhận việc làm, bảng lương và tất cả các loại bảo hiểm, hoặc là tất cả những cái sao kê ngân hàng từ cái bảng lương của mình. Còn đối với những người mà họ không có đi làm hoặc là họ không có kinh doanh nhưng mà họ có cho thuê nhà, thuê đất, thì những đối với những cái hồ sơ đó thì những giấy tờ mình nên lập là những giấy tờ nào? Nếu mà người bảo trợ không đi làm mà chỉ có cho thuê thôi thì tất nhiên người bảo trợ đó phải bổ sung những cái hợp đồng cho thuê. Và mình phải lưu ý rằng là cái hợp đồng cho thuê đó phải có giá trị pháp lý cùng với giấy tờ đóng thuế kèm theo các bạn nhé. Chị, ngoài những giấy tờ đó ra thì người bảo trợ có cần phải bổ sung những giấy tờ nào khác nữa không chị? Ví dụ như là sổ tiết kiệm hay là những giấy tờ nhà đất bất động sản mà họ có? Dĩ nhiên là có, bởi vì ngoài những giấy tờ liên quan đến công ăn việc làm ra thì những giấy tờ tài sản mà người bảo trợ tài chính sở hữu cũng rất là cần thiết. Vì lãnh sự quán Úc xét hồ sơ tài chính cực kỳ khó, cho nên là những gì liên quan đến của cải nè, bất động sản hoặc là xe hơi thì chị khuyên các bạn nên nộp tất cả. Ngoài ra thì sổ tiết kiệm cũng rất là cần thiết. Thông thường trung bình lãnh sự quán yêu cầu chứng minh sổ tiết kiệm là từ 60.000 đô Úc trở lên. Nhắc đến sổ tiết kiệm thì có bạn lại thắc mắc là lãnh sự quán họ sẽ yêu cầu sổ tiết kiệm mình sẽ phải để lâu, như vậy thì có đúng không chị?
Tùy vào trường hợp. Nếu mà ví dụ như là gia đình bạn đó có kinh doanh thì sổ tiết kiệm cũng không có cần mở lâu trước mấy tháng. Bởi vì việc kinh doanh cần phải có số tiền mặt ở ngoài để mà lưu động vốn ra vào. Đúng rồi. Còn đối với những gia đình nào mà họ cho thuê hoặc là bố mẹ đã nghỉ hưu rồi nhưng mà trước đây đi làm có tích lũy được thì số tiền tiết kiệm cũng nên phải để lâu một chút để tăng thêm cái phần thuyết phục khi mà nộp hồ sơ tài chính xin visa được lãnh sự quán. Nói chung là mỗi hồ sơ thì nó có mỗi cái trường hợp khác nhau đúng không chị? Ngày nay thì có rất nhiều phụ huynh muốn cho con mình đi du học sớm, nhất là trong độ tuổi trung học phổ thông. Vậy thì chị Hương có thể chia sẻ thêm là học sinh nên đi du học từ trung học phổ thông thì có những lợi ích nào chị? Theo như chị Quế Hương á, thì chị nhận thấy được rằng là cái độ tuổi thích hợp nhất để đi du học là vừa kết thúc lớp 9 vào năm lớp 10. Thì thực tế nếu mà học sinh được du học trong độ tuổi này thì sẽ có rất là nhiều lợi thế như sau. Như là visa được cấp dễ dàng cho học sinh độ tuổi dưới 18 nè, do quá trình học tập tốt và liên tục của các em. Rồi các em cũng không có bắt buộc có các chứng chỉ tiếng Anh quốc tế như là IELTS hoặc là TOEFL. Học sinh có thể chọn trường học mà ở công lập hay là tư thục. Học sinh phát triển kỹ năng ngôn ngữ, kiến thức nền tảng và khả năng hội nhập về nền văn hóa rất tốt khi ra nước ngoài học trung học. Hội đủ những cái yếu tố cần thiết cho việc học đại học thành công sau này. Và hơn thế nữa thì khi mà ở lứa tuổi nhỏ thì các em có khả năng thích nghi, hội nhập cao, đồng thời có những thời gian chuẩn bị tốt về ngoại ngữ, kiến thức, sẵn sàng về điểm số để được nhận vào các trường đại học và ngành học mà các em mong muốn ở nước ngoài. Kể từ tháng 7 năm 2016 thì Úc đã áp dụng một cái khung xét duyệt visa mới, đó là SSVS. Tuy là đã được áp dụng hơn 6 tháng rồi nhưng mà vẫn còn nhiều học sinh, sinh viên cũng như là phụ huynh chưa có hiểu rõ về cái chính sách này lắm. Thì chị Hương cũng có thể giải thích rõ hơn về cái chính sách này được không chị? Về chính sách này thì thay đổi mới nhất đó chính là giảm thiểu số lượng subclass visa sinh viên từ 8 subclass nay còn 2 subclass thôi. Thì hơn nữa với chính sách mới này sẽ đưa ra một khung đơn giản đánh giá sự rủi ro xuất nhập cảnh dành cho tất cả các sinh viên quốc tế. Lý do của sự thay đổi này nhằm làm cho việc xét duyệt visa được đơn giản hơn và mang đến sự bình đẳng cho việc xét duyệt visa theo từng cấp độ. Vậy phân loại của subclass visa hiện giờ là bao nhiêu chị? Hiện nay với chính sách SSVS mới thì giảm thiểu số lượng subclass từ 8 subclass thành còn 2 subclass thôi. Cụ thể là subclass 500 dành cho du học sinh cũng như là người đi theo, ví dụ như là vợ hoặc chồng. Rồi còn 590 là subclass dành cho người giám hộ đi theo du học sinh. Chị, với chính sách SSVS này thì yêu cầu về tiếng Anh và tài chính thì có thay đổi gì nhiều so với trước đây không chị? Bằng chứng về khả năng tiếng Anh cũng như chứng chỉ tiếng Anh vẫn phải được cung cấp đối với những trường hợp rủi ro. Sinh viên đăng ký theo học ở những trường có tỷ lệ rủi ro thấp thì giấy tờ yêu cầu cung cấp cũng sẽ ít hơn. Còn sinh viên đăng ký vào những trường có tỷ lệ rủi ro cao thì cũng sẽ bổ sung những giấy tờ liên quan về phần tài chính cũng như là liên quan về phần chứng chỉ tiếng Anh như là IELTS hoặc TOEFL nếu mà điểm TOEFL tương đương với IELTS yêu cầu. Chị, vậy cái luật chính sách visa mới SSVS này thì có cho sinh viên đi làm thêm như là chính sách trước đây không chị? Về chính sách này thì cũng không có ảnh hưởng đến việc đi làm thêm của sinh viên. Cụ thể là sinh viên sẽ được làm thêm là 40 giờ trên 2 tuần. Vậy sao là không có ảnh hưởng đến việc học của mình và không có bỏ bê việc học trong suốt thời gian mà mình học tại Úc. Chị, vậy người phụ thuộc đi theo như là vợ hoặc chồng thì có được đi làm thêm như là sinh viên không chị? Tất nhiên là có, cũng sẽ được hưởng những quyền lợi của giống như là visa du học sinh. Cũng được đi làm thêm nhưng mà hạn chế ở mức là hàng làm thêm bán thời gian thôi chứ không có được làm toàn thời gian. Chị, vậy cái visa mà dành cho người đi phụ thuộc thì cái thời gian cũng là tương đương với cái thời gian của du học sinh luôn hay là ngắn hơn chị? Visa du học sinh được cấp bao lâu thì visa của người phụ thuộc, ví dụ vợ hoặc chồng đi theo cũng cấp theo như là cái thời gian mà visa du học sinh được cấp. Rồi về cái visa mà người giám hộ đi theo á, như hồi nãy chị nói là subclass 590 á, thì cái thời gian của người giám hộ với lại thời gian của du học sinh thì cũng tương đương luôn đúng không chị? Không, về loại visa này thì nó sẽ khác bởi vì người giám hộ thì sẽ giám hộ cho học sinh cho tới khi học sinh đủ 18 tuổi. Thì có nghĩa rằng là khi mà học sinh đủ 18 tuổi rồi thì visa của người giám hộ thì cũng không có còn hiệu lực nữa, thì lúc đó người giám hộ sẽ phải quay trở về Việt Nam. Cảm ơn chị Hương về chia sẻ về trường cũng như là về chính sách visa. Thì một phần không thể thiếu trong 3-4 năm khi mà du học sinh đi du học ở Úc đó là giải trí. Thì chị Hương có thể giới thiệu cho các bạn biết một vài địa điểm nổi tiếng, du lịch nổi tiếng mà sinh viên không thể bỏ qua khi mà đi du học Úc được không chị?
Khi mà học sinh đi du học tại Úc thì chủ đề hôm nay chị Quế Hương có trao đổi ở trên là mình đang nói về bang Victoria, thành phố Melbourne. Thì hôm nay chị sẽ cụ thể về bang này và thành phố này. Và những cái đợt sau thì chị sẽ nói về những cái bang khác ha các bạn. Nhắc đến Victoria thì các bạn nghĩ tới Melbourne thì chắc chắn là sẽ có rất nhiều điều thú vị chờ đón các bạn khám phá. Các bạn có thể tham khảo một số địa điểm tham quan nổi tiếng xinh đẹp và thu hút nhiều khách du lịch như là bán đảo Mornington là một trong những địa điểm tham quan nổi tiếng nhất ở Melbourne. Chỉ cách trung tâm thành phố khoảng 1 giờ lái xe thôi. Thì bán đảo Mornington này là nơi nghỉ ngơi với những cái hoạt động vui chơi giải trí tuyệt vời. Dành cho những bạn mà muốn đi nghỉ dưỡng, muốn relax đúng không chị? Không có quá ồn ào đúng không? Đặc biệt là vào mùa hè này rất là thú vị. Khi mà các bạn đi vui chơi giải trí vào mùa hè thì các bạn có thể đi theo những người dân địa phương ở đây, từ những cái làng ven biển của Sorrento và Posse với bờ biển xanh ngút ngàn, với những cái khu trưng bày sinh vật biển này, hàng hóa thì hợp thời trang và các món ăn rất đa dạng. Và bên cạnh đó nữa thì các bạn cũng đừng có quên thưởng thức là một ly rượu trên bãi cỏ của khách sạn Posse. Ngoài ra thì ở Melbourne thì còn có một cái ngọn đồi đỏ là Red Hill sẽ dẫn bạn tới cái cảng Western Port Marina ở Hastings và rất nhiều vịnh ven biển tuyệt đẹp nữa. Em có nghe nói tới một cái đảo Phillip. Thì đảo Phillip này thì có cái điểm gì đặc biệt chị? Từ bán đảo Mornington á thì chỉ cần một chuyến tàu thì sẽ đưa các bạn đến với bán đảo là Phillip. Đây là quê hương của những chú chim cánh cụt. Đảo Phillip là một trong những bốn cái địa điểm gần Nam Cực nhất. Và cách Melbourne là 160 cây số. Dù cách xa trung tâm nhưng mà cứ chiều trên hòn đảo này lại luôn có những cái luôn có rất là nhiều người tụ tập để mà chứng kiến cuộc diễu hành của loài chim cánh cụt bé nhỏ và rất là dễ thương. Trên đảo nó còn có công viên Phillip Island Wildlife Park, nơi học sinh có thể là tham quan, quan sát và chơi đùa với những cái loại động vật đặc trưng của nước Úc như là kangaroo tinh nghịch nè, hoặc là wombat tròn trịa và gấu koala rất là dễ thương. Rồi đảo Phillip còn là địa điểm lý tưởng dành cho các cái du khách yêu đại dương và đam mê những môn thể thao năng động trên bãi biển. Em có nghe về công viên quốc gia Grampians. Rất là nhiều du học sinh cũng đi du học về và cũng có biết bác về bé bên tân đại du. Thì chị có thể chia sẻ một xíu về cái quốc gia Grampians này không chị? Công viên quốc gia Grampians trải dài trên 90 cây số và là một nơi hoàn toàn không dễ quên. Du khách đến đây thì có thể là khám phá một quần thể đa dạng đời sống động vật và thực vật vây quanh những bức tranh đá của thổ dân. Nơi đây còn là được xem là một trong những điểm khám phá thú vị nhất và vào ban đêm trên thế giới để mà chiêm ngưỡng tận mắt những cư dân sống về đêm. Ở đây có hơn 40 loài cú, loài động vật chuyên sống về đêm. Ngoài ra thì du khách cũng như các bạn sinh viên còn có thể là bắt gặp các loài chim khác như là emus này, hoặc là có cái thú kangaroo ở đó nữa, thú lông chim hoặc là những cái loại kangaroo nhỏ cũng rất là dễ thương. Khi các bạn học ở Melbourne thì các bạn cũng có thể tham quan rất là nhiều viện bảo tàng này. Rồi ở hạ lưu sông Yarra thì cũng là một cái khu vực du lịch và giải trí sầm uất nhất thành phố, nằm bên sông và gần quảng trường liên bang là bảo tàng quốc gia Victoria nữa, nên các bạn có thể là thoải mái khám phá. Và còn rất là nhiều địa điểm khác nữa, các bạn có thể lên trực tiếp website của công ty để mà tìm hiểu kỹ hơn. Sông Yarra nghe tên rất là dễ thương đúng không chị? Ở thành phố này thì còn có nhà thờ nổi tiếng là nhà thờ Sandspool, là nhà thờ Anh giáo mang kiến trúc rất cổ kính và hiện đại. Đây cũng là một cái địa điểm du lịch nổi tiếng ở Melbourne nữa đó, cho nên là các bạn có thể tham quan và đến đó để mà tìm hiểu về cái nét đặc trưng của thành phố Melbourne thông qua những cái kiến trúc nổi tiếng đó. Thật là ở Melbourne thật là có rất là nhiều địa điểm nổi tiếng để cho các bạn tham quan đúng không? Cho nên là tới 3-4 năm các bạn ở Melbourne, cho nên các bạn cứ từ từ mà enjoy, mà trải nghiệm những cái hoạt động ở bên đó nhé. Cảm ơn lời chia sẻ của chị Quế Hương ngày hôm nay. Hy vọng những lời giới thiệu về Global Business College of Australia cũng như là những chia sẻ về chính sách visa du học Úc ngày hôm nay sẽ giúp các bạn phần nào hiểu rõ hơn về hồ sơ của mình. Và hãy mạnh dạn tự tin lên khi mà quyết định đi du học Úc các bạn nhé. Và mọi thắc mắc về thủ tục làm hồ sơ, bí quyết đậu visa du học Úc cũng như là những băn khoăn nào về thủ tục, câu hỏi phỏng vấn khi xin visa du học trường Global Business College of Australia thì các bạn hãy liên hệ trực tiếp với công ty tư vấn du học Tân Đại Dương là đại diện tuyển sinh chính thức của trường tại Việt Nam để được các tư vấn viên hỗ trợ hết mình. Các bạn có thể liên lạc tại 3 địa chỉ như sau. Thứ nhất là trụ sở chính tại quận Nhất, ở địa chỉ 148/1 Trần Quang Khải, phường Tân Định, quận Nhất, với số điện thoại 0838484879. Chi nhánh thứ hai
ở quận 5 tại địa chỉ 902 Trần Hưng Đạo, phường 7, quận 5, số điện thoại 0838382080, và chi nhánh thứ 3 tại thành phố Nha Trang ở địa chỉ số 7 Mê Linh, phường Phước Tiến, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, số điện thoại liên hệ 0583514036. Và đặc biệt các bạn chú ý, Tân Đại Dương không có chi nhánh ở Hà Nội các bạn nhé. Công ty Tân Đại Dương là một trong những công ty du học đầu tiên và hàng đầu tại Việt Nam, được thành lập bởi đội ngũ các nhà quản lý và tư vấn du học có nhiều năm kinh nghiệm trong ngành giáo dục cũng như được tu nghiệp và đào tạo ở nước ngoài. Với hơn 10 năm kinh nghiệm, Tân Đại Dương tự hào là nhà tư vấn du học chuyên nghiệp cho các du học sinh tại các nước trên thế giới, đặc biệt là Mỹ, Úc, Singapore, Anh Quốc, Hà Lan, Thụy Sĩ, v.v. Cùng với đội ngũ tư vấn viên chuyên nghiệp, chúng tôi cung cấp các dịch vụ uy tín và trọn gói cho ngành du học du lịch Mỹ, bao gồm xử lý trọn bộ hồ sơ đi Mỹ từ A đến Z, kể cả các hồ sơ khó, đã từng rớt visa hoặc không đủ tài chính. Tư vấn chọn trường tại tất cả các tiểu bang ở Mỹ. Chúng tôi tự hào là đại diện chính thức của hàng trăm trường đại học cao đẳng, trung học phổ thông tại Mỹ. Hướng dẫn các thủ tục xin visa, chứng minh tài chính, hướng dẫn điền form, dạy phỏng vấn du học, du lịch Mỹ. Khai giảng hàng tháng các lớp học phỏng vấn, đảm bảo cho học sinh có được sự tự tin trả lời được mọi câu hỏi của lãnh sự quán. Đặt vé máy bay, sắp xếp nhà ở, ký túc xá cho du học sinh. Với phương châm hoạt động là uy tín, chất lượng và mong muốn định hướng cho học sinh Việt Nam một nền giáo dục tiên tiến, môi trường học tập và sinh hoạt an toàn, Tân Đại Dương cam kết sẽ là người bạn đồng hành cùng học sinh Việt Nam trên đường tới chân trời tri thức. Mọi chi tiết xin liên hệ công ty Tân Đại Dương chuyên du học Mỹ, mặt tiền 148/1 Trần Quang Khải, phường Tân Định, quận Nhất, thành phố Hồ Chí Minh, điện thoại 0838484879, 0989006890, website www.tandaiduong.edu.vn.